Ở loạt trận sáng 25 tháng 6, trận đại chiến được chờ đợi giữa Croatia và Italia đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 theo kịch bản siêu kỳ tính. Ở trận đấu cùng giờ bảng B, Albania đã không thể tạo ra cú sốc nào cả khi để thua 0-1 trước Tây Ban Nha bởi bàn thắng từ rất sớm của Ferran Torres. Với kết quả này, Tây Ban Nha và Italia là hai đội đã giành quyền đi tiếp. Năm đội bóng khác lọt vào vòng 1/8 gồm chủ nhà Đức, Thụy Sĩ ở bảng A, Anh ở bảng B, Hà Lan, Pháp ở bảng D, Bồ Đào Nha ở bảng F. Nhánh đấu tử thần hướng đến trận chung kết trong mờ tại Euro 2024 tính đến thời điểm này đã chính thức xác định được ba đội tuyển gồm chủ nhà Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nhánh đấu này sẽ không loại trừ khả năng sẽ còn có thêm sự xuất hiện của đội tuyển Anh nếu nhì bảng C, Hà Lan hoặc Pháp nhì bảng D, hay đội tuyển Bỉ nhì bảng E. Nhánh đấu còn lại có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Italia. Vòng cân đấu ảo hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính ngay từ vòng 1/8 và khó đoán đội bóng nào sẽ giành quyền đi tiếp. Longing tạm dịch khát vọng là tuyển tập truyện ngắn của 22 nhà văn nữ Việt Nam do dịch giả Hà Mạnh Quân và Võ Hương Quỳnh chuyển ngữ tiếng Anh, vừa được ra mắt tại Mỹ bởi Texas Tech University Press. Điều đặc biệt, 22 tác giả này phần lớn đều đang sống và viết tại Việt Nam, và hai dịch giả đã tìm đến họ qua nguồn báo chí hoặc trong tuyển tập của người tác giả ấy. Sách được in ấn dưới dạng khổ to, dài 260 trang, in song ngữ với tiểu sử các nhà văn nữ được đề cập đầy đủ. Giáo sư Hà Mạnh Quân, Đại học Montana, và tiến sĩ Võ Hương Quỳnh, Đại học American University, dành 3 năm để tỉ mỉ thực hiện tuyển tập này. Tất cả truyện ngắn trong tuyển tập Longing lần đầu tiên xuất hiện bằng tiếng Anh, đem độc giả đến gần hơn với những khát khao của người phụ nữ Việt Nam khi họ vẫn từng ngày phải nhẫn nhịn và đấu tranh, hy vọng và tuyệt vọng, hạnh phúc và khổ đau, để tiếp tục bước đi giữa dòng đời vô định qua những biến động, thăng trầm của bối cảnh kinh tế xã hội từ giữa những năm 1990 khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam đến nay. Những tên tuổi được sắp xếp theo thứ tự truyện in trong sách cho thấy sự xuất hiện của những cây bút nữ kỳ cựu bên cạnh những nhà văn trẻ đang từng bước khẳng định mình. Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau và đại diện cho những phong cách sáng tác truyện ngắn phong phú, đa dạng. Sau hành trình ấn tượng tại chính quê hương Nhật Bản, triển lãm 30 năm đi cùng ký ức Thám tử lừng danh Conan sẽ xuất ngoại để gặp gỡ công chúng quốc tế, và Việt Nam là điểm đến đầu tiên. Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm Thám tử lừng danh Conan, nguyên tác Gosho Aoyama, chinh phục các thế hệ độc giả Nhật Bản và toàn cầu, kể từ dấu mốc bắt đầu đăng tải vào tháng 1 năm 1994 trên tuần sàn Shonen Sunday của nhà xuất bản Shogakukan. Một điểm nhấn đặc biệt là toàn bộ hình ảnh chủ đạo của triển lãm được sử dụng tranh minh họa do chính tác giả Gosho Aoyama chấp bút. Đến Việt Nam, triển lãm 30 năm đi cùng ký ức Thám tử lừng danh Conan giữ trọn hình ảnh và tinh thần đã thu hút công chúng Nhật Bản. Độc giả mến mộ sẽ được giới thiệu sâu hơn về lịch sử cùng sức hấp dẫn của Thám tử lừng danh Conan trong không gian triển lãm bao gồm các gian phòng với những chủ đề đặc sắc. Khách tham quan còn có cơ hội thưởng thức rất nhiều khu vực trưng bày với những điểm chụp ảnh check-in sử dụng minh họa độc quyền cùng nhiều nội dung đáng chú ý khác. Công chúng Việt Nam sẽ có dịp tiếp cận những tài liệu thiết kế quý giá thời kỳ đầu của Thám tử lừng danh Conan trong không gian này.